Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô chú chị nha. Em vừa về hay một mẫu Lacetti. Con này CDX nè. Dòng xe này là bạn đủ nha. CDX thì sẽ có thắng ABS chống bó cứng phanh anh chị ạ. 4 thắng ABS nha. Hai cụm đèn trước là đời 2005. Bần xe nó một cái áo màu bạc. Xe chủ nhà vừa lên bán cho Trường Anh nè. 86A10307 vừa ký quyền qua cho Trường Anh nha. Xe này đồng sơn đẹp lắm. Xe không lỗi nha. Mâm là mâm đúc là 4 vỏ. 4 vỏ còn tương đối là khá mới. 4 vỏ mới 80% anh chị nha. 4 cánh cửa là không có dấu tích là lỗi lầm. Chủ nhà người ta đồng thời cũng dán ron cách âm hết toàn diện trên 4 chiếc cửa rồi. Biểu tượng Lacetti CDX 86A10307. Xe này được trang bị màn hình camera dê, cảm biến dê. Phía sau đầy đủ rồi, máy EMRU. EMRU anh chị nha. Bản này là bản mát nha. MAX nè, bản mát nha, bản full đó. 4 cánh cửa kết hợp chủ nhà là dán phim cách nhiệt hết toàn bộ rồi. Mâm là mâm đúc là 4 thắng đĩa. Dòng này có ABS luôn nha. Đây anh chị là vỏ sau nè. Vỏ sau cực kỳ là mới 80%. Đây là phần gầm. Em vừa mới thu mua thôi. Có gầm bề ok nha. Nội thất đẹp nè. Anh chị coi phần tapi nè. Chủ nhà vô cũng đã full đồ chơi rồi. Tay vô thêm vàng nhạt, vô thêm la chép nè. Những cái vân gai không một dấu gì phai mờ. Tapi cửa nỉ non nguyên bản của nhà xuất luôn. Anh chị coi titan nè. Titan ốc bảy màu ok chưa? Nội thất sạch sẽ, đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Cũ số nè, cũ số riêng nguyên bản bao da đầy đủ tính năng nha. Đó, từ cần thắng tay, những cái vân gai còn nguyên bản như thế này. Con này được cái là ghế nỉ, xe rin ghế nỉ, mẫu xe gia đình người ta đang sử dụng nha. Nó đầy đủ tính năng là hai bên phần thân trụ nè, không có dấu hiệu đâm va và móp méo trên chiếc xe nha. Đẹp như nhau anh chị nha. Bề gác chân nè, bề gác chân là nguyên bản của nhựa sản xuất luôn. Đây anh chị, học để đồ mạc tem nguyên bản luôn, rin chưa. Xe này vô khá là nhiều đồ chơi. Tắp lô tắp bi nè. Mấy mẫu xe này thì máy 1.8 không có ai chạy dịch vụ cho nên bà con cô bác yên tâm, bên Trường Anh bao cứng đụng cho bà con cô bác nha. Bao cứng đụng, bao gập nước, bao quay đầu. Chủ nhà cũng đã lên một cái màn hình. Dòng xe bản thiếu sẽ không có trang bị cụm điều hòa tự động. Đây có cụm điều hòa tự động và đồng thời có gương chỉnh điện. Trang bị là có thắng ABS, lóc khóa mở cửa tự động từ xa. Đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Xe đẹp hay không cô chú anh chị nhìn vô lăng nè. Vô lăng ba chấu của Lacetti. Đây nè, một bộ lóc khóa nè. Xe full đồ chơi hết rồi nha. Không còn thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Trần nè, trần nỉ nè. Bọc chi lông cách nhiệt hết toàn bộ trên chiếc xe rồi nha. Đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng nè. Đây là chủ xe. Đó, chủ xe đó vừa bán xe cho Trường Anh xong. Mẫu xe cực kỳ đẹp luôn. Chạy êm ru. Và Trường Anh đồng thời cũng vừa chạy thử nha. Máy êm lắm. Êm ơi là êm. 4 cánh cửa là dán toàn bộ ron cách âm hết toàn diện nha cô chú anh chị. Đây nè, tapi cửa sạch sẽ chưa. Nguyên thủy của dòng Lacetti luôn. Lóc khóa cho em an toàn coi nè. Ron nè, dán toàn bộ ron cách âm rồi. Hai bên lường không có dấu hiệu là móp méo đâm vai trên chiếc xe. Chất đóng cửa rất là khít nha. Rất là khít và rất là liền. Anh chị xem nè, keo chỉ trong nách nè. Đẹp như nhau. Đó, chuẩn chưa. Titan ốc bảy màu xanh rì như thế này. Chủ nhà người ta cũng đã lên thêm một cái búa để phát kiến nè. Đó, đi kèm theo nha. Đó, mẫu xe cực kỳ là đẹp. Tapi cửa đẹp chưa. Phần ghế phía sau nỉ xanh rì luôn nha. Khay học tì tay. Đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Dòng Lacetti hàng nhập. Bản mắt này là bản full với có những cái học tì tay như vậy nha. Chuẩn giờ dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng luôn. Xe đẹp lắm. Anh chị coi nè, phần tay gối phía sau sạch sẽ cực kỳ nha. Trần là trần nỉ nè. Đèn đóm trên trần mới tinh. Nói chung đồng sơn nội thất con này được lên tới 80%. Chất đóng cửa liền không? Vè nè. Vè che mưa kết hợp là lên full hết rồi. Dán pin cách nhiệt nè. Đây anh chị. Dòng này thông minh. Mở cốp sau bằng điện nè. Bấm vô cốp sau nó được mở rồi. Từ phần tắp đi cửa, những cái đinh bấm nhựa còn nguyên bản. Lên xem nó là hai cái loa chép. Đẹp như nhau nha. Ốp giả gỗ hết toàn bộ. Hai bên những sóng gân nè. Ron cách âm nè. Dán hết toàn bộ rồi nha. Dòng này sẽ một tính năng rất là nổi trội. Đó là thêm một cái phần gương chỉnh điện nữa. Full đồ chơi trên chiếc xe. Ghế là chỉnh thúi hơi nè. Ghế nỉ hết toàn bộ, rất là sạch sẽ. Không có dấu hiệu rách rưới nè. Ghế chỉnh thúi hơi nha. Hai bên là côn ga số nè. Đời 2005 mà nhìn cứ tưởng đời 2008, 2009 không à. Xe đẹp cực kỳ. Hai bên nè.
chốt cửa là vàng ươm mà anh chị thấy không? Từng những con tán bản lề đẹp như nhau nhé. Trải nghiệm vô phần máy cùng với Trường Anh nè. Đồng hồ bản đủ luôn nhé. Đề nhẹo phát nổ máy rồi cô chú anh chị ạ. 134.787 km. Xe ký rút hồ sơ chỉ một nút nhẹt mà thôi nhé. Đó, vô lăng nè, anh chị coi những cái vân gai trên phần vô lăng nè. Không gọi là một xíu gọi là Firmer. Biểu tượng mặt vô lăng của em nó là chữ Degu. Trợ lực lái thì sao ạ? Cực kỳ là đầm. Xe này người ta cũng đã vô nhiều đồ chơi và cũng trang bị đầy đủ hết rồi. Các tính năng rồi. Đây là cụm điều hòa tự động. Dòng xe bản thường sẽ không có cụm điều hòa tự động nha. Chế độ gió, chế độ chọn, chân gương mặt nè. Ok chưa? Đang hoạt động hết. Đó, bà con lấy về chạy thôi, xung kiến. Đang hoạt động đây, lấy gió trong gió ngoài đang hoạt động luôn nè. Đây là chỉnh gió lớn gió nhỏ nè. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt. Đây có khay học đựng nước đầy đủ trên chiếc xe rồi. Côn số riêng nguyên nè. Không một dấu tích gọi là Firmer nha cô chú anh chị. Ưu tiên đây, mọi thứ tính năng, trang bị dầu thơm, thảm chống nóng. Thảm chống nóng của Lai Sapti. Đèn đóm trên trần thì sao ạ? Đầy đủ hết. Gia đình người ta đi xe mẫu này người ta giữ gìn chiếc xe cực kỳ là kỹ luôn. Đến tay Trường Anh nhìn vô Trường Anh mê luôn à. Máy quá êm. Máy cực kỳ là êm ái nha. Anh chị trải nghiệm luôn phần máy cùng với Trường Anh nè. Đồng hồ mới tinh nè, cụm đồng hồ nè. Đây là cảm biến phía sau nè, lên hết hai bên phần tương trụ đẹp như nhau. Đây anh chị nè. Nè, bốn kính bấm nhẹ chưa? Đó, xe chủ nhà người ta chạy người ta chăm chút rất là giữ kỹ. Đây kết hợp là có gương chỉnh điện là bên phải bên trái nè anh chị xem nè. Có gương đang hoạt động nè. Chuẩn chưa? Cực kỳ là đẹp nhá. Có bộ gương chỉnh điện thông minh. Đèn còi đầy đủ hết. Nội thất nguyên bản của em này là ghế nỉ hết, nguyên rin hết nha. Sạch sẽ vô cùng luôn. Trợ lực lái cực kỳ là đầm. Từ những tay cầm nè, tay cầm da nguyên bản của nhà xuất luôn. Máy không nghe tiếng động luôn nha cô chú anh chị. Không hề nghe một tiếng động luôn. Chất ở đó đó. Nội thất đẹp chưa? Cực kỳ là sang trọng. Vỏ mới như nhau anh chị nha. ABS đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Giờ đây thì đúng rồi. Cô chú anh chị không cần xe tiền vài trăm nữa đâu. Trăm mấy sở hữu ngay mẫu Lai Sapti Series hàng nhập ABS. Đầy đủ tính năng trên con xe. Gương chỉnh điện điều hòa tự động. Đây là phần cốp sau nè. Cốp sau cực kỳ là ken luôn. Chất sơn rin vẫn còn nha. Đây anh chị nè. Keo chỉ rin nguyên bản của nhà xuất. Không một dấu hiệu đâm va và móp méo trên chiếc xe nha. Ở phía trong là chủ nhà đã kết hợp là bình chữa cháy nè. Nó nỉ phía trong là còn nguyên bản như thế này. Xe đẹp hay không nhìn vô cái phần cốp nè. Những thanh dập nguyên bản của nhà sản xuất. Không một tí gọi là móp méo. Xung quanh là nỉ non chập trùng nha cô chú anh chị nha. Nó nỉ non chập trùng luôn. Dòng này sẽ sở hữu là 5 ông đúc nè. Vỏ đồ xe cua nè. Đầy đủ tính năng nè. Cốp nè. Không có một dấu hiệu là mục mọt trên chiếc xe đâu. Ok chưa? Xe đẹp tuyệt vời. Đó. Lấy về chạy thôi. Trước nụi. Đèn phía sau. Màn hình. Camera dê. Cảm biến dê. Tích hợp đầy đủ trên chức năng trên con xe rồi. Máy bao chạy nha. Xe này người ta, chủ nhà người ta cũng vừa nói với Trường Anh là máy có bảo dưỡng máy rồi đó. Nên là cô chú anh chị yên tâm. Bao luôn máy êm ru. Kết hợp xi nhan bên hông nè. Ốp body đầy đủ tính năng nè. Vỏ nè. Vỏ đẹp như nhau. 4 vỏ đều 80%. Mâm là mâm đúc. Biểu tượng của Degu. 4 thắng đĩa ABS anh chị nha. Gầm nè. Đó. Phần gầm phía trong nè. Không có một dấu tích là mục mọt. Đăng kiểm thì sao ạ? Đăng kiểm ngày 21 tháng 3 năm 2021. Doan trước nè. Doan trước của kính không có dấu hiệu thay thế luôn. Máy êm ru, đồng sơn đẹp, nội thất quá là ken. Len ken xà beng luôn. Đi đôi cho em nó là hai cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Đèn gầm tích hợp đầy đủ tính năng rồi. Hai bên nè. Xa xa ở cuối chân trời có em Lai Sapti nhỏ đứng chờ tại salon nha. Biểu tượng của Degu. Mặt ca lăng trước là mũi heo, nhái của BMW nha. Đây nè. Mặt ca lăng trước mũi heo, nhái. Nhái phong dáng đầu của BMW. Anh chị coi nè, nắp capo vẫn còn trước sơn rin nè. Không một dấu tích là đâm va cứng đục nha. Đây là những sóng gân dập nguyên bản của nhà sản xuất nè. Đẹp đẹp như nhau nha, keo chỉ rin đét luôn. Nỉ cách nhiệt nè. Đời 205 mà nỉ cách nhiệt.
không một dấu tích gọi là mục mọt trên phần đẩy cách nhiệt từ khoang máy nhá. Ok chưa, keo chỉ rin là rin luôn nè, đẹp như nhau hai bên nè, hai bên phần thân trụ nè, hai bên lường boe, cả biến gió đầy đủ tính năng cho con xe. Máy con này 1.8, mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó nằm tầm 8 lít trên 100 km, sử dụng động cơ cực khủng 65.000 vòng, mã lực trên 1.000 tu máy anh chị nha. Hai bên lường đẹp như nhau, không có đâm va, không có cứng đụng nha. Hộp bản chỉ dẫn cầu trì full boss, trang bị cho em chủ nhà cũng vừa thay một cái bình khô, dầu trợ lực, nước giải nhiệt, dầu Amaze 1, 2, 3, 4. Dòng này xài 4 cái bếp full, 4 cái buri nha. Kiểm tra cho cô chú anh chị nè, xe không có dấu hiệu đổ hơi nè, bút xoay kem cò đang bơm mầm luôn. Chất chưa? Máy êm lắm. Máy nè, máy nổ thì thầm mùi xuân luôn. Trần Anh sẽ test phần máy cùng với anh chị nhé. Máy êm cực kỳ nhá. Chức mùi, hai bên thanh dằn, không có dấu hiệu đâm về. Bà con cô bác đam mê về mẫu lai sắp tây 205 này, alo cho em. Cô chú anh chị hãy phân biệt được hai bản, một là bản 1.6, hai là bản 1.8. Bản 1.8 sẽ cao cấp hơn, có gương chính điện nè, có ABS nè, đầy đủ tính năng trên con xe. Toàn những mẫu xe đẹp mà bên Trần Anh Ô Tô muốn giới thiệu và tung ra thị trường đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đó. Sơn si đẹp nha, sơn si không một vết trời. Hai cụm đèn phía sau halogen truyền thống nguyên bản của dòng Life Safety, quất vào đôi môi bé nhỏ của em, nó là chữ Daegu Life Safety Mat nha. Rin hết, từ những dòng chữ nó còn nguyên bản như thế này thì ơi hỡi nàng ơi, bây giờ thì sao ạ? Quá ngon lành, mua về chỉ việc chạy thôi. Anh chị trải nghiệm thêm một phần nội thất nè, đẹp chưa? Nội thất cực kỳ là keng luôn, ghế nỉ mới tinh, không có dấu hiệu rách rưới. Bốn cánh cửa chỉnh điện hết toàn bộ nha. Đó, xe này giờ đây cô chú anh chị không mua thì cô chú anh chị mua xe gì? Đẹp cực kỳ, giá cho anh đưa ra một cái mức giá cực kỳ là hợp lý, đến với tay người sử dụng luôn, lấy về chạy ngay, không ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa nha. Xe đẹp lắm. Cửa nè, đó, anh chị thấy keng không? Tắp bi cửa từ phần tay nắm, riner là rin, tay nắm là lên loa chép nghe nhạc cực kỳ là hay nhá, cực kỳ là hay và cực kỳ là sống động luôn. Anh chị trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trần Anh nhé. Đây là phần gầm xe. Đây anh chị, phần gầm nè, áo gầm xe nè. Gầm xe nó có một chỗ này một tí xíu thôi. Thế nào quay chỗ này nè, quay ngay cái chỗ mục này cho cô chú chị thấy nè. Đó, chỗ này nè, cô chú chị thấy không? Nó có một tí chỗ này thôi nha. Chỗ này thì Trần Anh xử lý cho. Đây là ngay cái phần lường, nó có một xíu mục nè. Nó còn ngoài ra trước không? Cầm nè. Chất nụ nha, nó có một chỗ xíu chỗ mục thôi, một tí thôi. Ngay đây nè, ngay phần xà rông nè, nó nằm phía dưới ngay mép ngoài không ảnh hưởng. Chỗ này Trần Anh xử lý lại cho, ba nút nhẹt thôi. Còn ngoài ra đồng sơn máy móc rất là ok, bằng treo nó một bộ áo màu bạc anh chị nha. Nhẹ nhàng cất bước và lả lướt đi trên từng con phố thân quen nha. Máy bao chạy
xe cực đẹp, dáng cực xinh. Đó là làn Light City máy 1.8, siêu cọp siêu phẩm luôn. Chủ nhà đồng thời cũng đã máy móc cũng đã bảo dưỡng rất là kỹ xe này rồi. Tiếng máy nổ thì thầm mùa xuân, không nghe được tiếng động luôn nha cô chú chị nha. Trần Anh đang để rất là gần, không nghe được tiếng động luôn. Anh chị nhớ đăng ký channel bên Trần Auto và đừng quên bấm vào chuông thông báo nhé. Em cập nhật về nhiều, rất là nhiều xe về phục vụ cho bà con cô bác có một chiếc xe che nắng che mưa và đồng thời hai chữ đi tốt dùng bền. Ok, một lần nữa channel Trần Anh xin khép lại tại nơi này. Em see you and goodbye.